này có gì? Nest. Con này gì? Con chi. Option. Option là gì? Mèo. Có giỏi vậy? Con này gì? Con gì cái gì cái? Con này. Butterfly. Dễ vậy. Sao nhồi thế ghê luôn vậy? Con này gì? Chào các bạn nha. Con green frog. Trời ơi, green frog luôn. Green frog luôn ghê. Rooster. Rooster hay gì? Trời ơi, hai chữ rồi, hai chữ. Nè, 6 tuổi rồi. Chia nhau đọc cho con dành nhau cái gì? Cậu ca lấy cuốn này cho hai cuốn này. Thương lượng. Cảm ơn cha. Rồi, giỏi. Thương lượng giỏi, quá giỏi. Hai bố sáu. Đất. Đây là bộ thư viện siêu đầu tiên cho các bạn. Đất. Đất. Mẹ còn là cô con chó mẹ đen 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 ngồi không giữ cái con ốc sơn không giữ hả? Cat. Con mèo đang ngủ đúng không? Con cá sấu là crocodile. Con chim là bird. Đờ nó bird. Lobster. Fish. Green frog. Ủa cái tay nó mất cười quá nè. Butterfly. Nè. Lấy gì mẹ mấy cuốn nó qua đây luôn đi. Đây là cuốn gì ta? Đây là cuốn gì nè? À, mẹ biết cái này chân gì không? Horse. Elephant. Tiger mà. Đó là hết. Thấy ngay luôn mẹ. Kìa con lấy mấy cuốn mình cho cô cao qua đi. Green frog đúng mẹ. Này giấy đá con đố không mẹ. Cái cuốn này là về màu sắc nè. Màu gì con? Yellow. Red. Purple. Nhưng mà con biết cái này không? Con biết. White. Ví dụ như cái hình này. Mày biết hết rồi. Nhưng mà con biết cái hình minh họa này là cái gì không? Con hay đọc được không? Gấu trúc. Con gấu. Ủa gấu đó gấu trúc gì con? À lộn gấu trắng. Gấu cực. Gấu trắng. Là con này là... con gì? Con nhện đó. Không biết có rồi. Con này con gì mà? Cái này không có màu sắc luôn á. Cái này là brown. Màu brown là màu gì? Brown. Nâu. Màu nâu. Rồi, anh hai giới thiệu từng cuốn luôn. Xe xe. Trời ơi, bây giờ qua lấy xe qua chơi. Ê, cuốn này cũng khó đó. Cuốn này cũng khó. Ủa, cuốn lông gì cũng không biết. Hả? Đây là đang nói về đối lập, opposite là to. Cái này là nhỏ nè. Không. À biết. Small. Elephant đúng không mẹ? Hả? Này cái gì mẹ? Heavy. Longer. Nặng, nhẹ. Không. Cao. Ơi, longer. Hai. Cái gì mẹ? Cao. Còn longer là dài. Đúng rồi. Còn màu cao thì nó đối trái nghĩa nó là gì con biết không? Gọi là longer còn ngắn cái gì mẹ quên rồi. Short. Longer đúng không mẹ? Long. Short. Cô sẽ cho mẹ thì mẹ cho chị nghe. Ừ, cho chị nghe hả? Sẽ cho ông đọc. Nè, có đọc này cho mẹ đi hình nè. Cái này lấy gì mẹ? Con này nó khỏe, con này yếu. Strong. Không. Quick. Quick. Nói